Hôm nay kênh Ghế Nhật Trần Sơn sẽ khui thùng một cái giường massage của Pháp. Cái giường massage này là giường thương hiệu Pháp nhưng mà được sản xuất tại Nhật và phục vụ cho thị trường Nhật. Giường của Pháp nhé, của Pháp và sản xuất tại Nhật cho thị trường Nhật. Cái này vừa chuyển ở Nhật về mọi người ạ. Vừa chuyển ở Nhật về. Hàng thì thực sự mà nói thì nó là hàng siêu chất lượng rồi, siêu chất lượng dành cho những người mua gọi là thông thái nhất, sành sỏi nhất, siêu chất lượng. Bây giờ sẽ khui ra cho mọi người xem. Trước tiên là mình sẽ khui cái này, đây là cái chân giường mọi người nhé. Cái này vừa chuyển bên Nhật về này. Đây là cái chân giường của cái giường Pháp này. Chân giường này thì nó bằng loại thép không dỉ và sơn tĩnh điện. Cái này rất là xịn, và thực sự cái đồ này, đồ xịn thì giá tại Nhật thì nó cũng không hề rẻ một tí nào mọi người nhé. Không hề rẻ, đồ chất lượng. Và những cái này nếu mà mọi người tìm mua ở thị trường Việt Nam thì cũng không có những hàng chất lượng như này đâu. Tại sao nó lại không có nhiều cái hàng chất lượng như thế này ở Việt Nam? Bởi vì là những cái này giá thành nó rất là cao. Giá thành nó rất là cao, và nếu mà mua về mà bán phổ thông thì rất khó bán. Không phải ai cũng đủ tài chính để mua những cái loại thiết bị mà chăm sóc sức khỏe cao cấp như thế này. Đây là cái nhân vật chính đây. Đây là cái giường đấy mọi người nhé. Đấy, siêu giường đây. Giường của Pháp. Nhưng mà nhà máy thì nó đặt ở Nhật. Nó sản xuất tại Nhật, phục vụ cho thị trường Nhật. Con này màu da bò. Màu da bò rất là đẹp. Giờ mọi người xem cái da của nó thì sẽ biết được là cái mức độ gọi là cái đồ nó chất lượng và nó xịn như thế nào. Mình nhìn từ cái thân giường mình nhìn đi này. Đấy, mọi người nhìn này. Đấy. Sơn tĩnh điện hết nhá. Đấy, rất chắc. Rất chắc chắn nhá. Sơn tĩnh điện. Đây thì nó sẽ có tay nắm này. Đây cầm. Đấy, thân những cái giường này mình có thể tháo lắp ra và gấp gọn lại một cách nó dễ dàng. Hoặc là mình không cần dùng thân giường này, mình để trực tiếp cái giường này lên giường hoặc để dưới đất đều được. Mình nào. Đấy. Đây hàng của nó đây. Ui. Đấy. Đây. Đấy. Nguyên nhá, chưa vệ sinh một tí nào đâu mọi người nhá. Đây cái đường để điều khiển của nó này. Đấy. Fren bếp này. Đấy, giường Pháp này. Đấy. Đây nó có con lăn bóp vai gáy mọi người này, có con lăn bóp vai gáy nhá. Và nó có cái con lăn nó chạy dọc cái từ lưng cho tới chân luôn, chạy dọc từ lưng đến chân này. Đây là các cái đây là cái gì đây? Cái này không biết không rõ là cái gì luôn. Rồi. Đây. Đây là cái miếng lót này, lót của giường, lót cối. Đây cái gối. Đó. Đây là cái bóp chân. Đây là cái tấm tạo ion âm nhá, tạo ion âm. Tấm này tạo ion âm. Cái này nó là thiết bị chăm sóc sức khỏe cao cấp của Nhật nên là nó mới có những cái đồ này. Đây cái này sẽ cắm vào đây này. Cái ống khí bóp chân nó sẽ là cắm vào đây. Đấy.
biết là cái gì luôn mọi người. Đây, còn cái này là cái này là cái cắm cấp điện cho cái tấm thảm ion âm. Đây. Đấy. Xem nào, hiện nay điện của nó là điện 100V. Đây, điện 100V này, công suất 0,5W thôi. 0,5W. Cái tấm ion âm này thì nó có thể mình dùng rời nhé. Mình có thể dùng riêng nó ra được, không cần để trên giường này cũng được. Đây, đây coi, cắm điện. Đây, catalog của giường này. Pháp. Giường này quá xịn luôn. Ở trên thị trường thì nó có những cái loại giường của Hàn Quốc, của Trung Quốc, của Đài Loan vân vân. Nhưng mà chắc chắn với mọi người là không có một cái giường nào nó xịn hơn cái giường của Pháp này. Không có loại nào nó xịn hơn đâu. Mọi người sẽ thấy được ngay là cái chất lượng da của nó này rất là mềm, rất là bồng bềnh. Mút thì rất là êm, rất là bồng bềnh. Nằm cái này cực kỳ sướng luôn. Đấy, rất êm. Mút nó xịn thật ý. Quá xịn luôn. Da rất mềm luôn. Đấy. Mẫu này thì dùng điện 100V hết mọi người nhé. French bed. Đấy, rõ. Giường Pháp. Đấy, điện 100V. Con này điện 100V, công suất là 160W. Cái giường này công suất 160W. Đây, con lăn ở đây. Lăn ở đây. Đây, sẽ bật lên cho nó. Đây, nó di chuyển này. Đấy. Đó. Đây, nó có một cái... xem này. Đây, còn một cái thanh này. Cái thanh dùng để... gác cái điều khiển. Cái này gác điều khiển. Đây đây, để bên đây. Đó. Đây, cái dàn con lăn của nó đây mọi người nhá. Cái dàn con lăn này của nó rất là xịn. Đây, dàn con này của nó là nó vừa trườn này, nó vừa trườn nóng ở dưới lưng này, nó vừa có con lăn nó quay tròn ở dưới lưng. Đó, nó vừa trườn nó vừa quay nhá. Đấy, tí nữa mọi người sẽ thấy được là nó quay như thế nào. Bây giờ thì nó đang trườn này. Mẫu này trị liệu cho những người mà hay bị đau lưng này. Đau lưng, thoái hóa, thoát vị đĩa đệm hoặc hoặc là gặp các cái vấn đề về sức khỏe. Đây, trị liệu rất là hiệu quả. Đấy, nó đang trườn lên trườn xuống đấy. Đấy, bấm. Đấy. Đang trườn này. Nó sẽ chạy dọc từ chân cho đến phần vai gáy. Trên đây nó sẽ có cái con lăn nó bóp vai gáy riêng mọi người nhé. Nó có sẽ con lăn bóp vai gáy này. Đây, nó sẽ có 3 bài tự động, 1, 2, 3. Và đây là các cái chức năng khác nhau. Đây là ví dụ mình chọn các cái chức năng. Chức năng nó rất nhiều. Đây, nó quay này. Đấy, mọi người nhìn thấy. Con lăn ở dưới lưng nó sẽ quay cuộn như này. Đấy, thế này. Đấy, nó vừa trườn nó vừa quay cuộn này. Úi. Đấy.
Đây, nằm phê cực luôn. À, nó vừa bóp nữa như này. Vừa xoa bóp này mọi người nhìn này. Đấy, nó vừa xoa bóp nhá, vừa trườn nhá, vừa quay nhá. Đấy. Tức là cái giường này nó sẽ làm được rất nhiều kiểu. Đây, quay này. Đấy, nó có quay dưới này. Và cái này nó bóp ra bóp vào này, bóp ra bóp vào như ghế này. Đấy. Đây là quay này. Đây, mọi người nhìn này. Ấy. Đấy, nhìn nó làm việc này mà. Đấy, chắc chắn là không có một cái giường nào nó làm được như thế này. Đấy, ở trên thị trường thì chủ yếu là nó, mọi người sẽ thấy là nó chạy lên chạy xuống thôi, chứ nó không có bóp và nó quay được ở dưới lưng như thế này đâu. Không. Đấy. Đấy, vừa bóp ra bóp vào nhá, xong lại vừa quay tròn nhá. Đấy. Quá xịn luôn. Đây là bóp vai gáy này. Đây, xong lại có cả cái con lăn nó bóp vai gáy nữa này, mọi người. À. Đấy. Úi. Cái phần bóp vai gáy này nó làm được rất nhiều chức năng đấy. Đây. Có rất nhiều chức năng. Đấm này. Nó vừa bóp này, bóp này xong còn đấm này. Bóp đấm nhá. Trên là bóp này, sẽ đấm này. Đây này. Đây là vừa đấm vừa bóp này. Chức năng này vừa đấm vừa bóp này. Đấy, nằm này sướng cực kỳ luôn. Đấy. Vừa đấm vừa bóp này. Úi giời, phê luôn. Chức năng tiếp theo này. Đấy. Đấy, cái này nó vừa đấm vừa bóp ra bóp vào. Đấy, nó từng nấc một. Đấy, mở rộng ra và thu hẹp lại. Đấy, có rất nhiều chức năng khác nhau. Đấy. Cái này là bóp chân. Cái này bơm khí bóp chân này. Đấy. Cái này nó sẽ cuốn vào chân và bóp vào chân này. Rất xịn luôn. Đấy, quá xịn luôn mọi người. À, vừa bóp vai gáy. Đấy. À, bóp vai gáy này, à, vừa thứ nhất là vừa bóp vai gáy, vừa đấm, vừa bóp, vừa vỗ, à, vừa day nhá, vừa day nó, con này nó có cả chức năng nó day nó vỗ nhá. Còn ở lưng thì sao? Ở lưng thì nó có chức năng là nó quay tròn này, đây, con lăn nó quay tròn ở dưới lưng này, đấy, và cái con lăn nó trườn này, trườn kết hợp với xoa bóp ở dưới lưng này, và nó có nhiệt ở dưới lưng này. Đó, nhiệt ở dưới lưng rất là nóng. Đó, và cái da này của nó thì rất là xịn mọi người nhé. Da này quá xịn luôn, quá chất lượng. Đó, kết hợp cả bóp chân này. Đó, và có một cái tấm này là tấm ion âm, tạo ion âm. Cái này nó để tạo ion âm mọi người nhé. Đấy, đây ion âm này. Đó. Nếu mà mọi người mua giường này không, đấy, giường này không thì giá nó sẽ là 43 triệu. Còn nếu mọi người lấy thêm cái tấm tạo ion âm này nữa thì giá nó sẽ là 5 triệu mọi người nhé. 5 triệu cái tấm này. Đó. Cái này giá ở Nhật thì cái giường này nó rất là đắt, chắc chắn mọi người sẽ rất khó để sở hữu được. Nhưng mà hàng dùng lướt như thế này rồi thì mọi người mua tiết kiệm được cho mình 60-70 triệu đấy. Đấy. Đấy, vừa xoa bóp vừa đấm đây. À, con lăn chạy dưới lưng này. À, con lăn quay này, xoa bóp dưới lưng này, và có cả tấm tạo ion âm này. À, da thì nó là loại da siêu cấp rồi, cực kỳ xịn rồi. À, cực kỳ xịn nhá. À, cái này không biết là. Đây, bây giờ mình thử tháo khóa nó ra xong rồi xem bên trong như thế nào cho mọi người xem. Xem khóa này. Tháo khóa này. Đây, nó có khóa này. Đấy. Cái giường này thì tình trạng nó còn mới, rất là mới. Nó còn mới, 98% mọi người này. Nhìn này, ni lông còn nguyên nhá, chưa bóc nhá. Đấy. Thì cái này giá của nó nếu mà không có cái tấm tạo ion âm này thì giá là 43 triệu nhá mọi người nhá.
Nếu mà các bác nào mà lấy cả cái tấm ion âm này nữa thì cái tấm ion này sẽ thêm là 5 triệu này, 5 triệu tấm ion này. Bao gồm cả biến áp nhé, biến áp và miễn phí vận chuyển cho mọi người. Các bác anh chị em nào mà có nhu cầu mà muốn sở hữu cho mình một cái giường massage trị liệu siêu chất lượng đến từ Nhật thì có thể liên hệ tới shop qua số điện thoại là 0964480666 mọi người nhé. Bao ship Nhật hàng có thể thanh toán. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh. Xin chào.